Cái mà Phúc vừa làm cái thủ tục check-in với các bạn thì bây giờ là Phúc đang cầm cái thẻ phòng trên tay này các bạn. Thì hôm nay các bạn là Phúc ở lầu 5 phòng 50 phòng 529. Thì bây giờ là sau khi mà Phúc làm thủ tục check-in thì Phúc xin được về Phúc nhận phòng á. Superior view biển, nó gọi là Ocean View. Thì giá cái phòng này hôm nay các bạn là 1,2 triệu. Thì view biển các bạn sẽ nằm bên tay trái các bạn ha. Thì hôm nay là Phúc ở phòng 529 này nằm tới rồi. Ở đây các bạn là nó sẽ không sử dụng thẻ từ mà nó sẽ sử dụng chìa khóa như thế này các bạn. Rồi vô, mời các bạn vô phòng nha. Thì khi bước chân vào phòng các bạn mình sẽ nhét cái thẻ này vô để mình mở phòng nhớ lên. Đó. Thì bây giờ các bạn là Phúc đã bước chân vào phòng này các bạn. Thì hôm nay Phúc nói lại là Phúc ở phòng 529. Thì khi mà mình vào cái quầy lễ tân các bạn thì có cái thang máy ngay đó là mình đi lên trên lầu 5 luôn. Thì khi mình bước chân vào trong phòng các bạn thì bên tay trái của mình đây là có cái phòng vệ sinh này các bạn đó. Còn bên tay phải là mình sẽ có một cái tấm gương các bạn. Thì bây giờ Phúc sẽ nói sơ qua về địa chỉ. Thì hôm nay các bạn Phúc đang có mặt tại Ocean Dune Resort. Ở đây các bạn thì resort sẽ tọa lạc tại số 1 đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận các bạn ha. Thì hôm nay là Phúc sẽ trải nghiệm 2 ngày 1 đêm ở cái resort này. Thì cái công việc đầu tiên mà khi mà mình bước chân vào trong phòng các bạn là Phúc sẽ cất cái đôi giày và Phúc sẽ bỏ hành lý xuống các bạn ha. Đó. Khi mà mình bước chân vào trong phòng là các bạn, cái cảm giác đầu tiên của mình các bạn thì căn phòng này nó hơi truyền thống một chút xíu. Ở bên tay trái của mình sẽ có một cái sofa, có một cái ghế sofa lớn và một cái nhỏ. Còn ở đây là ở đây thì họ sẽ có một cái bàn, một cái đèn, một cái tấm tranh. Thì nhìn ở trên nó sẽ có hai cái đèn rồi, xung quanh khá là dễ thương. Thì ngay view này các bạn là mình nhìn ra ngoài kia là mình sẽ có một cái ban công rất là to luôn các bạn. Bên ngoài đó thì cũng thấy là sẽ có một cái bàn lớn với lại là hai cái ghế. Thì hai cái ghế đó là hai cái ghế mà để mình ngồi mình hóng gió các bạn. Tại vì ngay đây các bạn là view biển. Đó, nếu mà các bạn nhìn kỹ ngoài đó các bạn thấy hàng dương thì phía sau cái hàng dương đó là biển. Từ ngay đây mình cách biển các bạn khoảng chừng chục mét thôi các bạn. Bước chân vào đây các bạn thì bên phải này các bạn là cái chỗ mà cái giường ngủ nè. Thì cái tủ nó sẽ nằm ở đây. Thì cái khu vực cái tủ nó sẽ nằm bên cạnh cái giường này các bạn. Ở đây mình sẽ có một cái chỗ để mình để đôi dép. Thì ở bên trong cái tủ này các bạn là Phúc sẽ thấy có hai đôi dép nè, một cái két sắt và ở đây là sẽ có hai cái áo tắm. Phúc thấy họ có chuẩn bị thêm cho mình là một cái gối và là một cái chăn thêm. Mình sẽ cất tạm thời ở đây các bạn ha. Ngay đằng sau lưng của Phúc đó các bạn, ở đây là mình sẽ có một chiếc giường. Thì trên chiếc giường này các bạn là họ sẽ có tổng cộng là 4 cái gối màu trắng với lại là 2 cái gối này. Thì 2 cái gối này các bạn thường là dùng để một là trang trí và hai là dành cho những người mà có nhu cầu cầu nguyện ha. Hai bên thì họ sẽ có hai cái tủ nhỏ và họ để một số cái vật dụng ở đây như là đèn nè, điện thoại nè các bạn. Thì cái khu vực này các bạn là cái chỗ mà các bạn để vali nè các bạn. Nếu mà ví dụ như các bạn có hành lý to các bạn có thể để vali ở đây. Và đặc biệt là ở đây nó sẽ có một cái bàn làm việc. Đây đúng nghĩa là các bạn làm việc luôn các bạn, thì ngay đó sẽ có một cái cửa đi ra ngoài. Ngay đây nó sẽ có một cái tivi và một cái đèn. Thì Phúc thấy ở đây các bạn là họ trang trí cái phòng này các bạn theo một cái tông màu nó hơi kem kem. Đó, thì ở đây là cái khu vực bàn làm việc. Thì nếu mà các bạn không muốn đi ra ngoài các bạn có thể kéo cái màn lại. Thì cái màn này cũng thấy là màn hai lớp. Nó sẽ có một cái màn ở trong nè, với là một cái màn ở ngoài. Thì ở đây là Phúc thấy có một cái cửa nè. Đó, các bạn thấy không? Khi mà Phúc vừa mở cửa ra cái là mình nghe cái tiếng sóng liền. Rồi bên này là mình sẽ có thêm một cái cửa nữa. Thì cái cửa này các bạn là mình sẽ mở cửa đi ra ngay chỗ cái bàn. Đó các bạn thấy không? Hôm nay các bạn là Phúc đến đây vào một cái buổi chiều. Cho nên là các bạn thấy không? Trời, cái không khí, cái ánh nắng này kia nó rất là đẹp.
Ngoài kia các bạn là mùa này Phúc thấy là không có gió, không có sóng, cho nên là cái biển Phúc cảm thấy nó rất là trong xanh. Các bạn thấy cái hàng dương gió thổi nó nhẹ nhàng lắm. Thì một hồi là Phúc có thời gian Phúc sẽ đi một vòng để Phúc check in. Thì ngay cái khu vực này các bạn là nó sẽ ngăn cách cái phòng vệ sinh với lại cái chỗ mình ngủ các bạn ha. Thì hôm nay các bạn là cái phòng Phúc ở một mình đó. Thì ở đây là họ sẽ chuẩn bị cho mình, mình có một cái người bạn đi nhìn cũng dễ thương đó các bạn. Thì ở đây họ làm một cái miếng giấy, đây là giá. Thì một số thứ ở đây ví dụ như Phúc thấy là khoai tây là 35.000 các bạn, Phúc khi là 15.000. Bia ở đây các bạn là 32.000 một chai và nước suối ở đây là 25.000 một chai. Đó. Ngoài ra Phúc thấy vodka là một chai đủ ở đây phải là 175.000, thì đó là một số mức giá để cho các bạn tham khảo ha. Thì họ sẽ đặt ở đây. Ngoài ra ở đây các bạn thì sẽ có những loại bánh này, họ để ở đây một cái ống. Bên dưới này các bạn là họ sẽ có một cái tủ lạnh, họ để trong một cái tủ gỗ như thế này các bạn. Các bạn là như vậy. Thì cái resort này các bạn là theo Phúc thấy là họ xây dựng chắc cũng đã lâu rồi các bạn, cho nên cũng cảm thấy là nó không có còn mới. Tuy nhiên thì cũng thấy về cái chất lượng các bạn thì vẫn còn rất là ok. Dù ở đây là họ chuẩn bị cho mình là hai cái ly nè, hai cái ly uống trà. Nên khu vực này thì họ có cho mình là đường nè, cà phê với lại là trà. Còn ha, thì thường những cái loại này các bạn là sẽ miễn phí. Họ để trong một cái gỗ này các bạn đang bằng tre nhìn dễ thương lắm. Thì hôm nay các bạn là Phúc ở cái phòng này gọi là phòng Superior Ocean View, tức là phòng hạng Superior thôi, mà cái hướng các bạn là hướng biển. Nếu mà cái phòng này hướng biển các bạn giá là 1.200.000, còn trong trường hợp nếu mà các bạn ở cái phòng mà hướng về thành phố các bạn thì giá nó sẽ thấp hơn 200.000, 1.000.000 một đêm. Ở đây thì khi mà mình mở cửa vào các bạn thì bên tay trái mình thì sẽ có một cái bồn rửa mặt ở đây. Cái bồn rửa mặt này các bạn ở đây họ chuẩn bị cho mình là hai cái khăn, hai cái ly. Bên này là mình sẽ có một cái máy sấy tóc nè. Đó. Rồi ngoài ra thì bên này họ sẽ chuẩn bị cho mình một số thứ. Hai chai, thường thường là chai xà bông với lại chai gội đầu, họ sẽ đặt ở trên này. Bên cạnh đó thì họ sẽ có cái cây tăm bông nè, bao chụp tóc nè, mình có một cây lược và hai cây bàn chải đánh răng các bạn ha. Còn ở đây thì họ chuẩn bị cho mình là một cái cục xà bông. Nói chung là một số thứ đơn giản thì cũng không có quá nhiều. Thực sự đây là một cái resort nhưng mà cũng thấy cái chất lượng nó tầm khoảng từ 3 sao các bạn. Ngay đối diện ở đây là mình sẽ có một cái chỗ đi vệ sinh, thì cái quần giấy mà đặt ở đây. Bên tay trái này các bạn mình sẽ có một cái bồn tắm. Cái bồn này thì họ xây cái loại bồn hồi xưa đó các bạn này, kiểu nó xây gạch xung quanh. Thì khu vực mà nếu mà mình tắm ở đây các bạn, nó có một cái vòi sen ở đây. Ở bên tay trái này thì cũng thấy là họ để cho mình tổng cộng là hai cái khăn lớn với là hai cái khăn nhỏ. Và ở đây nó sẽ có một cái màn các bạn, đó các bạn thấy không? Cũng khá là đơn giản. Theo Phúc cảm nhận đó các bạn thì cái resort này chắc là họ cũng xây dựng cũng đã lâu rồi các bạn, cho nên là cái chất lượng nó cũng không có còn được mới. Tuy nhiên là Phúc cảm thấy nó cũng khá là vừa phải, vừa đủ để cho mình có thể tận hưởng một đêm ở đây. Bởi vì cái resort này các bạn là nó nằm ngay chỗ trung tâm của thành phố Phan Thiết luôn các bạn. Ngay chỗ mà gần cái khu mà biển Đồ Dương đó các bạn thường thường đi vào ngay trung tâm thành phố Phan Thiết các bạn nó sẽ có một cái bãi biển Đồ Dương. Thì cái resort này các bạn khi mà mình đi cuối đường Tôn Thắng các bạn, mình quẹo bên tay trái là mình lên ngay cái khu resort luôn đó các bạn ha. Bây giờ mình đi ra ngoài sân nha. Đây gọi là đi ra ban công. Đẹp quá. Cái khu vực dưới ban công này các bạn là nếu mà đi gần lại chút xíu các bạn là mình sẽ thấy bên dưới là mình sẽ thấy có hai cái hồ bơi. Ở xa xa đằng kia thì các bạn là mình sẽ có một cái hồ bơi lớn với là một cái hồ bơi nhỏ. Rồi trong cái khuôn viên này các bạn là họ trồng rất là nhiều cây dừa đó, các bạn thấy cây dừa nè. Thì ở bên tay phải các bạn, ở bên dưới các bạn là cũng thấy có một cái quán cà phê. Thì hồi xưa các bạn khi mà Phúc chưa ở đây các bạn cũng thường hay ghé cái quán cà phê Ocean View ở đây này, các bạn cũng uống cà phê với bạn cũng khá là mát. Bởi vì cái khu vực này các bạn là nó giáp với biển luôn các bạn. Mà các bạn có thấy không, biển kìa, biển Phan Thiết kìa, trong xanh. Mà ở đây tàu các bạn cũng ít lắm. Mùa này thì cũng thấy là không phải mùa mưa, mùa này là kiểu mà xuân hè các bạn. Cho nên mình ở đây mình cảm thấy rất là yên tĩnh và thoải mái các bạn. Với lại một phần nữa các bạn, cái mùa này các bạn là đang là mùa dịch. Cho nên là khi mà Phúc đi như vậy các bạn là cũng thấy rất là ít khách. Cho nên là mình cảm thấy có một sự riêng tư, có một sự yên tĩnh, rất là thích mùa này. Đó. Thì khu vực này nè các bạn là khu vực họ lót bằng gạch tàu nè. Bên này nãy cũng có giới thiệu với các bạn, ở đây mình sẽ có một cái bàn với lại hai cái ghế nè các bạn. Rộng rãi luôn đúng không? Camera có thể lia qua đây nè. Em vẫn không? Lia qua đây nè. Cái hồ bơi kìa. Bên dưới này là một cái hồ bơi ha. Sáng ở đây bên này là mình thấy có một cái khu mà chế biến đồ ăn nóng nè.
Rồi khu này là để ly nước này, ngoài ra còn có một số khu vực mà để đồ ăn. Thì có thể là ngày mai sáng nay mình sẽ quay lại các bạn ha, trong này cũng sẽ có nhiều khu. Xa bên kia là các bạn có thấy không, cái đó là cái khu vực hồ bơi đó. Hồ bơi là nó sẽ có hai hồ, một cái hồ lớn, một cái hồ nhỏ. Thì đằng kia là mình thấy đang có khách nè các bạn, thì bây giờ mình sẽ đi một vòng để giới thiệu cho các bạn ha. Còn hồ bơi thì một hồi mình sẽ đi cuối cái clip này các bạn, là mình sẽ đi lại cái khu vực hồ bơi để mà mình tắm một chút xíu. Bây giờ không biết cái khu vực này phòng gym nó nằm ở đâu ta, chắc là nó nằm ở bên này. Khi mà mình vô trong cái khu mà Ocean View Resort này các bạn, thì nó sẽ có nhiều khu á. Thứ nhất cái khu này các bạn là cái khu resort nè. Còn xa xa đằng kia Phúc sẽ, chắc là Phúc sẽ không tới đâu các bạn. Thì cái khu đằng đó các bạn thấy có một cái sân tennis ha. Rồi cái biển mũi tên ở đây các bạn là chỉ ra ngoài này là mình đi ra cái Beach Cafe. Nhưng mà cái gọi là gì ta, đọc đúng tiếng Anh là gọi là Beach Coffee các bạn. Nhưng mà tuy nhiên á, là cái chỗ mà thường thường mà mình đến mà mình uống cà phê á, mà mình không vào trong resort các bạn, là nó nằm ở khu dưới kia nữa. Tức là nó là một cái quán cà phê Ocean View thôi, chứ nó không phải là Ocean View mà nằm trong cái resort các bạn ha. Ở đằng này thấy có một cái khu dành cho con nít chơi nè. Nhìn này đẹp ghê thằng ha. May là đi xuống lúc này giống thôi, nằm ở trên trời nó nằm ngựa ngựa chút xíu nữa là trời nó tối thui. Hiện tại các bạn là Phúc đang ở trong cái khuôn viên của resort các bạn, là tầm khoảng 5:15 giờ này, thì bây giờ nó đã chiều rồi các bạn. Ở trong cái khu vực này mình thích nhất là các bạn biết dùng là họ trồng sen những cái cây dừa các bạn, rồi sen trong đó là nó sẽ có những cái đường viên nhỏ nhỏ. Dừa ở đây thì họ trồng cao, với lại là kiểu họ trồng lâu rồi. Bên dưới những cây dừa thì họ trồng những cái cây trầu bàng như thế này nè các bạn. Trồng cây trầu bàng lớn, trầu bàng nhỏ nè, cho nên mình nhìn nó cũng hay ha. Đó. Còn cái khu này là cái khu mà dành cho con nít chơi nè, có cầu tuột nè, rồi có mấy cái bọc bên này kia, rồi đầy đủ thứ gì luôn. Bây giờ là nó xây nguyên một cái đường ngoài này các bạn giống như là một cái đường dân sinh, nó đi dọc theo ngoài bờ biển các bạn. Thì nó sẽ có đèn nè, rồi nó có trang trí những cái tấm ván nhìn cũng hay lắm.
có gì nhẹ hay ha. Không, nè ở đây nó có đùng cả ghê ha. Gió khi mà buổi chiều ra đây á, gió nó cái kiểu gió nó thoang thoảng mát lắm, nó không có gọi là lạnh quá. Hồi nãy không biết sao trong cái khu hồi nãy á, nó lạnh lạnh. Trời, còn cái khu vực này là có một cái chỗ cà phê nữa nè. Mùa này Phúc đi á các bạn, là Phúc đi ngay cái đợt dịch cho nên là nó hơi vắng. Tuy nhiên là khi mà mình đi mà vắng như vậy á, các bạn cũng sẽ có một cái sự riêng tư, cũng yên tĩnh nữa. Mà Phúc có cái gu của Phúc mà Phúc đi vào những cái chỗ resort như vậy á các bạn, là Phúc rất là thích đi những cái dạng mà nó giống như vậy nè các bạn, là nó kiểu nó ít khách, nó yên tĩnh, nó không phải bị ồn ào bởi những cái đoàn khách mà đi số lượng đông. Có cái chòi nè, là cái chòi này bán cà phê nè. Đó thì mình sẽ được phục vụ cà phê bên này. Phân tầng, tức là khi mà mình ở các bạn là nó sẽ tầng này tầng cái kiểu mà nó giống như bậc thang vậy các bạn. Thì cái phòng Phúc là nó nằm gần ngay chỗ cái chữ Ocean View Resort màu trắng trắng đó các bạn, Phúc ở lầu 5 ở trên kia đó. Thì cái nhà hàng các bạn là nó sẽ nằm ở dưới tầng trệt ha, là nó cũng sẽ nằm gần ngay chỗ khu vực hồ bơi luôn. Thôi bây giờ chắc đi kiếm khu vực tập gym đi với lại hồ bơi ha. Ở trong này có cò nè, cho Thuận có cò kìa kìa, cò quá chừng luôn kìa, thấy không? Đây nè kìa, có một con cò kìa. Ở trong này lạ quá ta, trong này lạ quá, tự nhiên đâu mà có cò ngoài biển nữa ha. Kìa nó chạy kìa. Cò đúng không? Cò đi ra phải dịch ha. Sơ là 4 con á. Rồi này các bạn, ngay sau lưng của Phúc các bạn có thấy không, là cái khu vực hồ bơi các bạn. Ở đây là Phúc thấy có mấy đứa nít đang bơi các bạn. Thường thì khi khu vực hồ bơi mà đang có khách á, Phúc ít có bao giờ mà Phúc là Phúc quay lắm các bạn. Cái đó mình tôn trọng cái sự riêng tư của người ta. Thì tí một lát Phúc bơi các bạn, nếu mà vắng khách rồi Phúc sẽ quay cho các bạn coi nha. Thì ngay bên tay trái các bạn là Phúc thấy có một cái phòng giống như cái phòng tập gym ấy, thì để Phúc lại Phúc coi thử coi bên phải nha, coi có cái máy nào nó đánh mở bụng, nó đánh cho nó tan mở bụng luôn. Vô ta.
đèn lên nhìn sáng trưng đẹp vô. Đây họ trang trí mấy bức tranh nè. Thì cái khu vực này là cái phòng ăn. Phòng ăn mà những gia đình trong này họ sẽ có những cái bàn. Ở đây là cắm hút thuốc ha. Đây là cái lối vào. Nhìn dễ thương ha mọi người nè. Có mấy cái bàn để lên mấy cái chậu này nhìn cưng ghê. Rồi mình quẹo bên cái trái thì ở đây các bạn là cái khu vực phòng tập gym. Đó, phòng tập gym thì nó chỉ có duy nhất một cái lối vào thôi. Còn lối ra thì cũng thấy con lối này hồi nãy á các bạn. Là bút đi từ ngoài kia vô. Khoan để bật nhiệt độ lên đây. Rồi, đó, mời vô. Thì các bạn có thấy không, ở đây nha, Phúc thấy nha. Họ sẽ có những cái máy như sau. Thì đầu tiên đây các bạn là cái họ cân nặng nè. Ở đây là mình có tổng cộng là 2 cái máy chạy bộ. Bên này là mình sẽ có một cái máy để mà mình tập cơ tay nè. Để tập chân nè. Rồi cái máy này là máy đi lên giống như đi lên dốc luôn mà. Rồi. Rồi một cái máy đạp nè. Cũng đầy đủ á, cái này là máy đẩy ngực nè, rồi cái này là tập vai. Rồi khu này là khu tạ đơn. Với lại bên này là mình sẽ có một cái trái này để mà mình tập cái gì chứ. Đây là giống như một cái chỗ để tập fitness vậy đó. Còn cái máy này để làm gì ta? Cũng đạp đúng không? Cái này mình ngồi đạp. Rồi, cái máy này cũng có nhiều chức năng. Thì nói chung các bạn là cũng thấy cái resort này các bạn là khá là đầy đủ các bạn. Ở đây thì nó cũng có rất là nhiều máy. Tuy nhiên những cái máy này thì cũng thấy là do cái resort này họ cũng đã xây dựng lâu rồi. Cho nên là những cái máy này nó cũng không phải gọi là quá mới. Tuy nhiên là cũng thấy là những cái máy ở đây là mình cũng sử dụng khá là tốt. Nên nói chung là nếu mà Phúc quay trở lại mà không cần phải đi xa thành phố các bạn thì Phúc cũng sẽ lựa chọn Ocean View Resort để ở đây. Nhưng khá là ok. Bây giờ chắc là Phúc tạm off cái máy để mà Phúc tập thể dục một chút xíu nha các bạn. Các bạn có thấy dạo gần đây các bạn do dịch Covid quá cho nên cái bụng Phúc rất là to, cho nên Phúc phải tập để cho giảm cân bớt các bạn.